Thưa quý vị, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khi hoạt động trở lại cần kiểm tra, rà soát, kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất. Đồng thời, đội ngũ nhân sự của các doanh nghiệp cũng cần nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, quy định về phòng chống dịch trong đón và phục vụ khách. Đây cũng là vấn đề mà ngành du lịch tập trung triển khai trong giai đoạn hiện nay. Nhằm chuẩn bị kịp thời để phục vụ khách du lịch chu đáo, thời gian này Sở Du lịch Đà Nẵng đẩy mạnh phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, Hiệp hội Du lịch Thành phố, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức chương trình tập huấn để hướng dẫn đảm bảo các điều kiện khi hoạt động kinh doanh trở lại, nâng cao nhận thức, thái độ và cách xử lý các tình huống thường gặp tại các khách sạn cũng như các cơ sở ăn uống nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ, khẳng định thương hiệu điểm đến của thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những cái mạng về truyền thông, về xây dựng những các kế hoạch hoạt động để giúp cho cái du lịch của thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển hơn. Và việc tiếp theo đó là chúng tôi để cùng tham gia tất cả những cái lớp tập huấn hoặc là chúng tôi chia sẻ tất cả những kinh nghiệm từ những cái thành viên của ban hiệp hội của chúng tôi đã làm rất là nhiều. Bạn làm từ ngành F&B, những cái ngành các bạn làm ở những ngành các ngành kinh doanh và sản xuất thì cùng nhau ngồi lại và chia sẻ những cái kinh nghiệm để chúng ta xây dựng lại cái ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng. Cùng với quá trình mở cửa du lịch hoàn toàn và những tín hiệu tích cực về lượng khách, hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã chủ động xây dựng quy trình phòng chống dịch, bổ sung nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết trong khai thác nguồn khách. Ban lãnh đạo cũng đã rất là chú trọng đào tạo cũng như là training về các cái quy trình, đặc biệt đó là lễ tân, buồng, nhà hàng, hội trường cũng như là cái setup lại tất cả các cái trang thiết bị để đón những lượng khách. Hiện tại thì chúng tôi đang tuyển một số nhân sự mới đáp ứng được cái yêu cầu của du khách. Với cái yêu cầu hiện nay thì bên chỗ nhà hàng cũng đã làm mới trang thiết bị và cùng với Sở Du lịch tham gia những cái khóa tập huấn về nghiệp vụ cũng như chuyên môn. Để nâng cao năng lực quản trị của các doanh nghiệp thích ứng trong điều kiện bình thường mới, Sở Du lịch cũng tăng cường tổ chức tập huấn, trao đổi dành riêng cho cấp giám đốc điều hành, quản lý, trưởng bộ phận về kỹ năng quản lý rủi ro và ứng dụng chuyển đổi số trong cải thiện quy trình vận hành, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch khi đến tham quan lưu trú tại thành phố Đà Nẵng.